Cũng trong ngày hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý và dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Và yêu cầu các cấp kiểm sát. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị dự thảo sửa đổi hiến pháp cần xem xét lại chức năng của Viện Kiểm sát. Bởi thực tế, trong hơn 10 năm qua, việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương tồn tại nhiều bất cập khi Viện Kiểm sát không thực hiện chức năng kiểm sát chung. Nhiều ý kiến cho rằng Điều 112 cần bổ sung theo hướng Viện Kiểm sát Nhân dân thực hành quyền công tố kiểm soát hoạt động tư pháp và thực hiện nhiệm vụ khác do luật quy định. Rất nhiều ý kiến đề nghị là cần khôi phục lại chức năng kiểm sát được tuân theo pháp luật của Viện sát, tức là kiểm sát chung của Viện sát. Và các ý kiến này thì đều cho rằng là việc khôi phục lại chức năng kiểm sát tuân theo pháp luật của Viện sát thì sẽ là cái cơ chế rất là quan trọng để khắc phục những cái lỗ hổng trong cái kiểm tra giám sát của nhà nước ta hiện nay, và sẽ là một cái biện pháp quan trọng cụ thể để thực hiện cương lĩnh của Đại hội 11 vừa mới sửa đổi bổ sung 2011 là gì? Bảo đảm sự kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhiều ý kiến đồng tình với những bổ sung trong hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước trong dự thảo, trong đó khẳng định quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Để quyền lực của nhà nước được giám sát hiệu quả hơn, nhiều ý kiến cho rằng hoạt động của ngành kiểm sát cần tăng cường tính độc lập, thống nhất và tập trung trong ngành, tránh việc quản lý song trùng như hiện nay. Trong điều kiện cụ thể nước ta hiện nay, mô hình hội đồng hiến pháp như dự thảo sửa đổi hiến pháp là thích hợp, vì mô hình đó được đặt trong khuôn khổ của nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước và cơ chế vận hành quyền lực nhà nước ở nước ta, đồng thời đảm bảo nguyên tắc cao nhất là sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thiết chế này, hiến định này sẽ có tác dụng rất tích cực trong việc phòng ngừa cũng như phát hiện, ngăn chặn những quy định, quyết định trái với hiến pháp, vi phạm hiến pháp, góp phần tích cực vào việc bảo vệ hiến pháp hiện hành. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo liên quan đến các nội dung về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân và chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.